Yêu 3 lần một đêm là nhiều hay ít? Và có ảnh hưởng gì đến cái tình trạng sức khỏe của chúng ta hay không? Và để nói rằng cái việc mà chúng ta quan hệ 3 lần một đêm là nhiều hay là ít thì nó chủ yếu nó sẽ tùy thuộc vào cái cảm nhận và cái tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta quan hệ như vậy từ 3 cho đến 4 lần một đêm là bạn đã bắt cái cơ quan sinh dục của bạn làm việc quá nhiều. Và nếu mà như ngày nào chúng ta cũng quan hệ 3 lần kéo dài trong một cái thời gian dài thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc và học tập của chúng ta. Và đặc biệt cái điều này nó ảnh hưởng tới chất lượng của tinh trùng khi mà tinh trùng không có thời gian để tái tạo, và ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe sinh sản của chúng ta. Bởi khi mà chúng ta quan hệ tình dục thì toàn bộ các cái cơ quan ở trong cơ thể, nhất là những cái cơ quan liên quan đến chức năng sinh sản, nó sẽ hoạt động một cách là rất là mạnh mẽ, như là tinh hoàn, tiền liệt tuyến hay là thận. Bởi bản thân của cái người phụ nữ ấy, nếu mà chúng ta quan hệ quá nhiều, nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ này dễ bị viêm nhiễm phụ khoa, đau cột sống hoặc các cái bệnh lý về tim mạch, huyết áp. Và cái tần suất mà các bạn gần gũi ấy, khi mà các bạn gần gũi nhau với tần suất quá cao, quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gia tăng cái sự kiểm soát của các cái cơ quan thần kinh và làm tăng thêm cái gánh nặng cho các cái cơ quan sinh dục của cả nam và nữ giới. Từ đó thì nó dẫn đến là suy giảm cái chức năng của cơ quan này. Và càng lâu như vậy thì nó dẫn đến cái tình trạng lão hóa nó sẽ sớm hơn. Và bất kể là nam hay là nữ thì khi mà yêu lặp lại nhiều lần, lần thứ hai, lần thứ ba thì cái mức độ thỏa mãn, mức độ thăng hoa nó sẽ giảm đi rất nhiều so với lần trước. Và như vậy nó sẽ dễ gây ảnh hưởng đến cái tâm lý khi mà tự mình cho rằng cái khả năng giới tính của mình nó có vấn đề. Và cuối cùng nó dẫn đến cái chướng ngại là chức năng nó bị suy giảm một cách rất là đáng tiếc. Và rất nhiều bạn nhắn tin tâm sự với tôi là mình bị gặp cái tình trạng là bị rối loạn cương, bị xuất tinh sớm, bị vấn đề yếu sinh lý. Nhưng mà khi hỏi kỹ ra thì là do chúng ta quan hệ với tần suất quá lâu. Và đôi khi là chúng ta chỉ cần cân bằng lại, tức là chúng ta cân bằng lại, thay vì là 3 đến 4 lần một đêm thì chúng ta cân bằng lại thành 3 cho đến 4 lần một tuần. Các bạn nhé, chúng ta có cái thời gian nghỉ ngơi để cân bằng lại thì cái chất lượng cuộc yêu cũng như cái thời gian, cái mức độ cương cứng nó sẽ tự hồi phục mà chúng ta không cần bất cứ một cái loại thuốc hay là điều trị gì cả. Vì vậy thì các bạn nên cố gắng, chúng ta hãy cố gắng để điều chỉnh lại số lần quan hệ của mình sao cho nó hợp lý, nó không làm ảnh hưởng đến công việc và cái học tập của chúng ta. Đặc biệt là những bạn nào mà có thói quen chúng ta thủ dâm nhé, thủ dâm nhiều nó cũng ảnh hưởng. Và hãy luôn nhớ rằng cái số lượng bao giờ nó cũng không quan trọng bằng cái chất lượng của cuộc yêu. Bạn đã hiểu rõ hơn về những vấn đề mà tôi chia sẻ ở trên chưa? Bạn có bất cứ một cái vấn đề thắc mắc gì hay không? Tần suất quan hệ của bạn đã hợp lý hay chưa? Hãy cho chúng tôi biết điều mà bạn đang thắc mắc và ý kiến của bạn nhé. Hãy comment cái tình trạng và ý kiến của bạn ở bên dưới. Đừng quên là chia sẻ cái video này đến thật nhiều những người ở ngoài kia, những người bạn của các bạn, để họ có được cập nhật những cái kiến thức chuẩn về mặt y học, về mặt sức khỏe. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.